rồi, thở ngay. Chưa mà. Ở đây. Thở đi. Mẹ đi, 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 ông là tôi cẩn thận chưa? Rồi cắt bánh đi. Đây, cắt bánh đi. Rồi cắt bánh đi, rút đi, rút đi. Rồi đây nè. Nè, rút đi. Bờ hà. Đẩy xuống. Đứng lên, đứng lên, đứng lên. Rồi, phải 50 mét. Rồi. Đó rồi. Chưa kịp đứng lên luôn. Má giờ này năm nay kinh tế khó khăn lắm. Ba mẹ giàu quá. Ba cho thêm nè. Đang tưởng tượng là giấy 500 trăm không à. Giấy gì có. Đó là của em luôn nha, có quà của em luôn nha. Đó em Hùng với ba là cho luôn hai luôn đó. Quà của mẹ nè. Quay đi nào. Mẹ cho bèo vậy, mẹ có 80 hả? 80 thôi hết. Ba cũng hết tiền. 8 phát. Rồi. Lấy bọc lên được tiền. Bỏng cái sao cái gà. Lừa ghê không? Trời ơi, ba mày làm hấp dẫn ghê. Đem tao đem đây rồi, đúng rồi. Nào, nước ngọt đây. Đi. Đâu nước ngọt. Rồi, đi, đi ngồi đây nè, đi ngồi trên đây vậy nè. Ngồi, ngồi, ngồi. Đây nè. Đây là thiện. Mày ngồi. Chỗ à? Mày không? Dạ, không? Sơn đâu? Tôi ngồi đây mẹ nè. Cây đâu? Cây đâu? Ở đây nè. Bẻ bẻ vô thôi, gì đâu. Bẻ dụng. Rút đâu? Bữa nãy con hỏi rút đâu vậy? Rút tiệm đâu không? Không á. Chưa kìa, nó nóng chồng, nóng tay chồng tao vậy.
em chung chiếu quá. Thôi cha lão nè. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ước là nè. Đi. Ước đi. Cho nó hỏi đỡ nghe đi. Mày ước đâu có nóng nóng tay. Ước cho gia đình mình nhiều sức khỏe, làm gì cũng phải cẩn thận. Rồi. Ông làm tôi phải cẩn thận đi chưa. Rồi cắt bánh đi. Rồi cắt bánh đi. Rồi gúp đi, gúp đi, gúp đi. Rồi đây nè. Nè gúp đi. Bờ, hà, đẩy nó gúp. Đứng lên, đứng lên, đứng lên. Rồi phải 50 miếng. Chưa kịp đứng lên đứng lên. Sao ngắn vậy? Ngắn không con? Má chỗ này năm nay kinh tế khó khăn ngắn. Ba mày làm mẹ thất trọng quá. Ba cho thêm nè. Ba đang tưởng tượng là giấy 500 không à. Đây là của em luôn nha, có quà của em luôn nha. Đó em Hùng với ba là cho luôn anh hai con gái. Hoa của mẹ nè. Mày đi nào. Mẹ cho bèo vậy, mẹ có 80 hả? 80 thôi. Ba cũng hết tiền. Tám phá. Rồi. Lấy bọc lên được tiền. Quá cái bọc cái sao kìa. Lơ ghê không? Trời ơi, ba mày làm hấp giọng ghê luôn á. Mới nghe chuyện nghe đủ thầy bỏ 10 triệu khoái luôn. Ở đây mày giữ cha. Khoái lắm đủ má lên. Thôi, được rồi. Con tao đồ mua bánh kem là mày. Tao mua bánh kem đủ 500 đủ ghê không? Đủ nữa kìa. Làm nhỏ. Rồi để mày giữ cho. Rồi cắt bánh kem đi con. Còn nữa không? Rồi mấy bạn chơi đi, rồi mấy bạn. Rồi đi, rồi đi. Rồi đi. Nè, ăn nhậu là đủ quá, hồn này nó giữ nha. Không tắt. Bây giờ nồng độ cồn là 8 triệu đó nha. Ồ lên nữa rồi. Thầy liền bao, thầy cái bao ăn nhậu say xỉn no say thôi nha. Chứ thầy không bao tiền bạc nha. Ờ, đủ tiền bạc. Để cái bao đó gửi lên cho các bạn chắc đi. Hai trang à. Đúng rồi, mày lấy tiền bạc mà. Rồi, gửi lên sạch mà. Trời ơi, ta đang tưởng tượng là giấy 500 nó vuốt 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 sinh nhật của mẹ thôi. Nó kêu nhỏ đứng lên, nhỏ vừa nhóm đứng lên là đã hết rồi. Ông thì cũng kết thúc. Dạ thì có mẹ đây là mẹ để con vuốt 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 luôn á. Má phim vậy thôi là được rồi. Văn cảnh chúc mừng sinh nhật bạn Ni nè. Mẹ coi tức tốt mà mẹ thấy người ta là vuốt 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 cao. Nó chưa xong rồi sao nó giờ trốn mất tiêu rồi. Thầy của ông Mỹ á. Nè, cắt bánh kem đi. Bạn của ông thầy của đầy á con. Dạ. Rồi cắt bánh kem đi. Rồi. Rồi, chúc con trai yêu của mẹ sinh năm mới, sang năm mới, tuổi mới nghe không? À, quen, ngoãn hay chưa? Được rồi bạn ơi. Nghe lời ba mẹ. Để bọc nó, để nhét đồ vô đó. Tự lấy cái này đó. Mà. Anh này rất ngon, ta thấy nó làm cũng đẹp ha. Cảm ơn. Cái bánh này. Cắt không? 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 Nhỏ ăn kìa. Rồi ngồi đây con, rồi ngồi ở đây đang chỗ rộng nè. Rồi ngồi đây. Rồi ngồi chơi thiện, tắt đi con, tắt con đi. Tắt đi, quay để cái máy kìa. Tắt đi rồi, tắt luôn hết rồi. Rồi tắt kia luôn đi con. Dạ. Đưa chém này, đưa chém này. Chưa hàng mất dãi, nó bập, nó bào xuống. Thôi, để lát em. À, xuống ăn con. Nè, đây là kỹ thuật vừa lấy chim mà vừa ăn được. Hiểu chưa? Chứ không phải là con cầm máy mà con ăn không được. Mình phải tranh thủ. Dạ mấy bạn. Dạ. Chúc mừng năm mới nha. À, thầy dặn nè. Mình học nghề là do bản thân mình phải cố gắng. Thầy thì dạy rất là chân tình, rất thiệt tình. Cố gắng chia sẻ, thấy không? Giỏi hay không cho các bạn phải cố gắng nhiều, đúng không? Học là thành tài hay không thành tài cho các bạn. Thầy ở đây 24/24 là có gì không hiểu thì hỏi, đúng không? Hỏi càng nhiều mình sẽ càng giỏi nhiều, đúng không? Vô học thì vui vẻ, ra khóa vui vẻ. Hôm nay học mệt quá thì lên sân thượng ngồi nhậu ha, đúng không? Ngày ra khóa nhậu đây là thầy lo hết ai hết nha, thầy không lo công an nha.
đúng không? Thầy bao hết từ A đến Z nhưng mà không bao công an, cho nên là về tự động lẹo quẹo hẻm đi, nhớ chưa? Đó điều nhất, điều như hôm nay mình nhậu đây rồi 5 ngày sau, 3 ngày sau là mình chúng ta còn nhậu lên thêm chặt nữa, mà ngày đó là của anh Mớm, ấy anh vô anh lo. Thầy chỉ phụ vô chút xíu thôi. Ok luôn. Đúng không? Ngày giao khóa của anh vô thì anh vô anh lo. Đúng chưa? Dạ. Rồi thầy sẽ lo cho thầy vẫn phụ cho con 50%. Ok chưa? Rồi, cảm ơn. Khỏe luôn. Cái gì? Cái gì? Ngày giao khóa nữa. Ngày là có tiền nữa hả? À, anh đại sao ngày nào cũng có tiền cái vậy? Thầy cho là thấy ngày nào cũng tiền á. Vậy tôi nó mới chịu học. Nhậu đó vô mấy bữa nay nhậu liên tục luôn hết tài. Tự nhiên nhận người ngáo vô là nhậu giết à. Hồi đó có chết đâu cho nhậu đâu. Phá của thằng phá con vô chứ đâu cho nhậu đâu. Có hai đầu nhậu. Có hai ba mạng. Có thằng Gia Lai. Có Gia Lai. Bữa nay là ngày sinh nhật của thằng To, mà ngày nào cũng sinh nhật hết cả nhà ơi. Đây là cái view nhậu mát luôn ha. Toilet tao bảo đảm là tao nói là toilet không có trên đây nha bay. Nha. Thằng nào toilet xuống dưới. Đi vô chậu cây tao là tao cắt á. Dưới đây có toilet dưới nè. Non toilet á, nó đáy rồi. Sao không sao, cứ loại gạt được nước bình thường. Để lại đứt không? Uống năm lon mới cho đi. Uống ít thôi nha. Uống đi. Không giàu quá mấy anh em cầm. Chưa mới có 2 phút. Bỏ ra vô con đó, có ra sống kìa ăn lẩu bỏ vô. Còn bánh tráng cuốn vô, cuốn thịt bánh tráng chấm nước mắm. Mình đi học là phải vui đúng không? Bạn tìm với tôi thì tự nhiên là vừa học vừa chơi cho vui không á. Đá hả? Đá nè. Cái ly, cái ly. Ca gì đâu, lấy ca ngang lưỡi ly đi. Phân ca ca gì đó. Lưỡi ly có đá đây đó. Đây, đứng thêm, đứng rửa ly cho. Có rồi. Đúng rồi, cơm rồi. Anh hai chém đùi hả? Đâu đâu, còn chân gà rồi. Không chịu ăn cơm. Ngon còn ớt kìa, ớt quá trời, có hai cái đùi à Ly, cái đùi nó cái đùi anh hai cái đùi rồi, con ăn cái cặn á, cho nó cặn nó cánh á, nó phải đó. Đâu không? Đang cái đít nè. Cho hai cái cây cặn á, nó phải cặn cho nó cánh á. Chân có ăn. Chân đâu thấy ăn chân đâu nè, con ăn cục thịt nạc đi, con ớt ớt nè. Dai đầu dai mình thèm á. Kìa kìa hái ớt kìa, cái ớt này nó héo rồi kìa, mà trái quá trời, quả chưa có. Bà để đi đi mai đây luôn hả? Không sao. Bà lót kiến nó có giờ kiến nó lên xi măng hết trơn, lót kiến gạch hết trơn, kiến đổ nó tháo hết trơn, đổ một đổ gì đều cao gian à? Đúng cao rồi. Lắm là được năm mà. Còn có muốn xà bò đương dán nữa? Mày để trong nhà cơ. Tùy để ngoài năng vịt. À đó cái gì vậy? Vậy. Đứng thôi em. Uống xịt tiền không? Uống say nữa. Lấy muỗng hơi mọt máu rồi. Chuyển nè mày. Vô chưa? Dạ. Em quen già em để vợ nó ở nhà tự đi chơi đó. Đi chắc chắn rồi. Từ mấy thằng nhóc lấy vợ tưởng là ở nhậu với thầy em, đâu có nhậu với thầy nhiều. Lâu về sớm rồi, mà anh lại còn về muộn. Cái đứa này học sai giờ rồi, không về điện là không biết đâu nha. Sau 7 giờ là tụi nó là thầy quản lý nha. Tắt lại chim là được, nó đi đâu là không biết đi đâu luôn nha. Có hôm anh già anh về từ 6 giờ mà tứ toàn 9 giờ 10 giờ về nhà. Mày mấy giờ mà tới 9 giờ về tới nhà. Vâng. Một móc ra luôn. Như tao rồi thấy không? Đó, chắc 100% dính như sao. Không đi đâu. Đi đâu, đâu rồi. Nhốt nhà 4/4. Có phải tuổi này cũng làm biến lên đường. Đường nó vợ con của chung. Mát ngay cả nhà trên đây rất là mát. Chào cô chú nè, thứ sự lại sao? Thứ nhân hả? Thứ sự. Thứ sự lưỡng nhân hả? Thứ sự. Trời ơi, ngồi đi gỡ tiền, tội nghiệp con tôi ghê chưa? Ở chi mà 500 ngàn gỡ cũng được không ha? Thôi, tiền gỡ đi. Nữ học được. Không cô được chứ, rồi, trời ơi, khóa sao nữ không? À. Nhưng mà nữ vô đây mà không giữ mình là dễ đẻ lắm nha. Đúng không, bạn nữ không? Không biết có nào hả? Nữ lây vô đây mà không giữ mình là dễ đẻ lắm rồi, tôi không gì đâu là bình thường. Thầy muốn Thiện nè. Thiện thấy sao? Con ngồi xuống đây, không mắc làm gì vậy, ngồi xuống chơi thoải mái. Lại không?